Vân Khương và Ngọc Khánh. Xin thân ái mến chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình mua sắm cùng Vietfi Small. Ngày hôm nay Vân Khương và Ngọc Khánh sẽ gửi đến cho quý vị ba bộ đồ đặc biệt mà thời gian qua đã được quý vị khán giả cũng như là khách của Vietfi Small rất là yêu thích. Đó là bộ đôi bao tử, bộ đôi gao và bộ đôi tiền mãn kinh Nhật Bản. Đầu tiên đó là bộ đôi bao tử 110 Mỹ Kim, bao gồm nghệ lên men 250 viên đến từ Nhật Bản cũng như là một chai 7.2 alkaline cân bằng acid 120 viên. Đây là một bộ đôi khá là quen thuộc với khách hàng Vietfi Small trong thời gian qua. Những đối tượng mà chúng tôi mong muốn là quý vị sẽ gọi vào sử dụng đó là những người bị đau bao tử, loét bao tử, bị chảy máu, cũng như là những người sau khi ăn có cảm giác bị đầy hơi, ở chua, không tiêu thức ăn và bị trào acid khi đói hay là trước khi đi ngủ, làm cho chúng ta có cái cảm giác khó chịu. Và cách sử dụng thì vô cùng đơn giản, khi mà quý vị thức dậy thì chỉ cần uống 5 viên vào buổi sáng kèm với nước ấm, với lại cái viên nghệ này sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và đặc biệt là giúp hỗ trợ cho những vấn đề về viêm gan ABC. Bên cạnh đó, cái viên 7.2 alkaline này thì chỉ cần uống một lần 2 viên sau khi ăn một ngày từ 2 cho tới 3 lần và sẽ giúp cân bằng độ acid cho cơ thể và giúp giảm các vấn đề về ở chua hoặc là đầy hơi. Bên cạnh đó còn giúp ngủ ngon. Và thưa quý vị, một lần nữa thì bộ đôi bao tử bao gồm nghệ lên men và chai 7.2 alkaline cân bằng acid cho cơ thể 120 viên với giá là 110 Mỹ Kim. Và bộ đôi thứ hai mà Ngọc Khánh và Vân Khương rất là muốn gửi tới cho quý vị đó là bộ đôi gao. Và bệnh gao là một loại bệnh viêm khớp không còn quá xa lạ gì với chúng ta nữa. Và bệnh xảy ra khi mà acid uric tích tụ ở trong máu và trong cơ thể không thể đào thải ra ngoài được. Và bệnh thường gặp ở nam giới khi ngoài 30 tuổi nhưng mà lại hiếm gặp hơn ở phụ nữ. Nguyên nhân chủ yếu là do khi mà chúng ta ăn uống quá nhiều rượu bia hoặc là ăn quá nhiều thịt đỏ. Bên cạnh đó thì dấu hiệu để phát hiện đó là khi mà chúng ta bị đau nhức khớp xương hoặc là sưng tấy ở bàn tay và bàn chân một cách đột ngột. Và rất là nhiều quý vị đã đến Vietfi Small mua và chia sẻ rằng chỉ sau 5 tới 7 ngày sử dụng thì cái sự đau nhức nó đã giảm đến 70%. Và bộ đôi gel một lần nữa là sự kết hợp tuyệt vời của peptide cá ngừ đại dương, dịch vỏ cây liễu cũng như là lacto và sucrose ester có trong chai Joint Gel Nhật Bản. Ngoài ra thì ở trong chai 7.2 Recovery có hỗn hợp calcium và magnesium tốt cho xương khớp, hỗn hợp phân tử Hydro FX và các chất khoáng giúp cho đào thải acid uric và tăng sự dẻo dai cho cơ thể. Với giá là chỉ có 105 Mỹ Kim cho một bộ đôi như thế này, gồm có một cái Joy Gao Nhật Bản và 7.2 Recovery. Và mọi chi tiết thì xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 1888 314 3775. Và bộ đôi thứ ba cũng là bộ đôi mà rất là cần thiết trong mọi gia đình, đặc biệt là nếu mà gia đình chúng ta có những phụ nữ trung niên, đó là bộ đôi tiền mãn kinh Nhật Bản. Đối với những chị đang ở trong giai đoạn trước và sau mãn kinh thì không thể bỏ qua bộ đôi tiền mãn kinh Nhật Bản này. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 1 đến 10 năm. Khi mà phụ nữ bước vào những cái giai đoạn này sẽ có nhiều cái triệu chứng rối loạn khác nhau như là rối loạn tâm sinh lý, tính khí cũng như là đời sống sinh hoạt vợ chồng và rối loạn vân mạch, đổ mồ hôi, hồi hộp cũng như là đánh trống ngực và làm cho chúng ta khó chịu. Ngoài ra thì cũng có thể ảnh hưởng đến rối loạn hệ tiết niệu như là tiểu khó, tiểu gấp và bị ngứa rát, bị khô nơi vùng kín. Với bộ đôi tiền mãn kinh thì là sự kết hợp của hai sản phẩm rất là nổi tiếng của Nhật Bản, đó là một cái chai viên uống tiền mãn kinh có 420 viên ở bên trong và một chai viên uống sáng da CoQ10 có 60 viên, sẽ giúp cho quý chị em không còn lo lắng và dễ dàng đi qua cái giai đoạn khó khăn này nhất trong cơ thể và sẽ giúp không sợ mắc phải những vấn đề nguy hiểm như là ung thư buồng trứng nè, tử cung nè. Ngoài ra thì cái chai CoQ10 Beauty sẽ giúp cho da của chị em săn chắc, mịn màng và sáng hơn và mờ thâm nám nữa. Và mọi chi tiết thì xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 1888 314 3775 để order bộ đôi tiền mãn kinh này chỉ với giá là 89 Mỹ Kim mà thôi. Và mọi chi tiết thì xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 1888 314 3775. Và tiệm Việt Face Mall đã dời về địa chỉ mới, đó là 16155 Prohus Street, Fountain Valley và kế bên rạp hát Sài Gòn Performing Arts Center 2 căn và nằm ở bên hông của nhà hàng Vogue Kitchen. Và một lần nữa Ngọc Khánh và Vân Khương xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.